Mitsubishi Pajero Sport 2020 có thể về Việt Nam ngay sau Tết, phiên bản cũ ưu đãi tới cả 100 triệu đồng, rượt đuổi Toyota Fortuner. Phiên bản nâng cấp của Pajero Sport thay đổi nhẹ ở thiết kế nội, ngoại thất và cập nhật công nghệ an toàn hiện đại ngang chai tần. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, Mitsubishi Pajero Sport bản nâng cấp 2020 có khả năng về Việt Nam trong quý 1 năm nay, mà cụ thể là tháng 2 năm 2020, sau khi kết thúc Tết âm lịch. Mẫu xe này sẽ tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan. Pajero Sport bản nâng cấp lần đầu ra mắt tại Thái Lan từ tháng 7 năm 2019. Đây là thị trường chuyên lắp ráp dòng xe này và xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bởi là bản nâng cấp giữa vòng đời nên Pajero Sport mới không có quá nhiều thay đổi về thiết kế. Kiểu dáng tổng thể và hệ thống khung vỏ, khung gầm giữ nguyên. Một số điểm mới ở ngoại thất đến từ cụm đèn chiếu sáng LED mạnh hơn, đèn sương mù lớn hơn. Thiết kế này gần giống với mẫu bán tải chai tần. Đèn hậu có giao diện LED mới. Bộ vành 18 inch cũng mang đến sự mới mẻ với 6 châu kép. Cả càn trước và sau đều được tinh chỉnh theo hướng vuông vức hơn trước. Nội thất Pajero Sport mới gần như không đổi. Một số nâng cấp nhỏ đến từ cụm đồng hồ tích hợp màn hình kỹ thuật số 8 inch. Mức độ hoàn thiện vài chi tiết nhỏ tốt hơn trước. Phiên bản tại Thái Lan còn có tùy chọn màn hình 12,1 inch cho hàng ghế sau. Mẫu xe này vẫn giữ nguyên hai loại động cơ xăng V6 dung tích 3 lít và diesel 2,4 lít, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 8 cấp. Trong phân khúc SUV khung sắt xì rời tại Việt Nam, chỉ có Pajero Sport và Fortuner duy trì tùy chọn động cơ xăng. Xe được quảng cáo với cả hai hệ dẫn động một cầu và hai cầu, nhưng hiện nay chỉ bán bản một cầu. Bởi một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật, bản hai cầu được rời lịch mở bán sang tháng 1 năm 2020 tại Thái Lan. Tương tự chai tần, Pajero Sport 2020 sẽ có thêm tính năng an toàn là cảnh báo điểm mù, kèm hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo phương tiện cắt ngang đuôi. Phiên bản đang bán tại Việt Nam chỉ có BSV kép. Bản mới còn có thêm ga tự động thích ứng khoảng cách và camera 360 độ. Trong khi Pajero Sport mới rục dịch về Việt Nam, mẫu hiện tại được ưu đãi mạnh trong thời gian gần đây. Phiên bản tiêu chuẩn giảm giá tới 92 triệu đồng, kèm các quà tặng trị giá đến cả chục triệu đồng như ghế bọc da, cánh gió và camera lùi. Một số phiên bản còn lại giảm giá 60 đến 72 triệu đồng. Trong phân khúc SUV 7 chỗ trung khung gầm bán tải tại Việt Nam, Toyota Fortuner vẫn là mẫu xe bán chạy nhất, với 11.045 xe bán ra trong 11 tháng năm 2019. Bám đuổi ở vị trí thứ hai là Ford Everest với 7.049 xe. Pajero Sport bán tương đối chậm với chỉ 859 chiếc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.